Chương 2. Tổng quan về các phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội học. Sự kiện khoa học được nhận thức, được xây dựng, được kiểm nghiệm, theo Gaston Bachelor. Tương tự các khoa học khác, xã hội học đòi hỏi nhà nghiên cứu phải chọn lựa các bước đi, các phương pháp thích hợp để trả lời cho những vấn đề cụ thể được đặt ra. Một la mã, các bước đi để thực hiện một nghiên cứu xã hội học. Một nhỏ, xác định đề tài nghiên cứu, và hình thành các câu hỏi cụ thể. Trước hết phải xác định mục đích của cuộc nghiên cứu, hay nói cách khác, cuộc nghiên cứu nhằm tìm hiểu cái gì. Ví như trong tác phẩm tự tử, điều Kem muốn tìm xem những điều kiện xã hội nào đã thúc đẩy một vài cá nhân đi đến việc tự tử hơn những cá nhân khác. Các câu hỏi tổng quát về xã hội hay về các cách ứng xử trong xã hội mà đề tài nghiên cứu nhằm giải đáp một phần nào phải được chuyển thành những câu hỏi cụ thể. Qua đó ta có thể sử dụng các kỹ thuật quan sát và đo lường. Tác phẩm tự tử đã cho ta một ví dụ tốt về quá trình chuyển một câu hỏi tổng quát về biến chuyển xã hội thành một nghiên cứu thực nghiệm, xem phần xây dựng mô hình phân tích. Hai nhỏ, bước thăm dò và xem lại thư tịch. Trước khi thu thập dữ kiện mới, nhà nghiên cứu chuyên nghiệp phải xem lại thư tịch tất cả các nghiên cứu và các nguồn tài liệu về vấn đề muốn nghiên cứu bao gồm cả các lý thuyết và phương pháp đã được sử dụng để nghiên cứu đề tài trên việc xem lại thư tịch này đôi lúc cung cấp những dữ kiện cần thiết để khám phá những vấn đề mới hơn trong giai đoạn này cũng có thể tiến hành những cuộc phỏng vấn thăm dò với các chuyên viên trong lĩnh vực quan tâm giai đoạn thăm dò này cũng có thể bao gồm việc tiến hành một cuộc điều tra thăm dò ở quy mô nhỏ giai đoạn này cũng giúp ta cách đặt vấn đề nghiên cứu như thế nào nghĩa là giải quyết vấn đề đặt ra dưới góc độ nào trong khung lý thuyết nào như điêu khem đã xem tự tử một hành vi có tính riêng tư là một triệu chứng của việc thiếu cố kết trong xã hội là một hiện tượng xã hội thường xuất hiện trong các xã hội thiếu sự đoàn kết và ở đó chủ nghĩa cá nhân đang phát triển mạnh nói cách khác điêu khem đã đặt vấn đề tự tử trong khuôn khổ lý thuyết hội nhập xã hội ba nhỏ xây dựng một mô hình phân tích xây dựng khung khái niệm khi đã xác định vấn đề và góc độ nhìn vấn đề giai đoạn kế tiếp là thao tác hóa vấn đề đã đặt ra bằng cách định nghĩa những khái niệm chính được sử dụng trong nghiên cứu ví dụ tự tử là gì mại dâm là gì trẻ em đường phố là gì cố kết xã hội là gì và từ đó đặt ra các giả thiết thông thường câu hỏi nghiên cứu được diễn tả dưới hình thức một giả thiết là việc đặt ra một tương quan giữa hai hay nhiều hiện tượng giữa hai hay nhiều biến số muốn kiểm chứng giả thiết phải định nghĩa nó bằng một số chỉ báo là những khía cạnh dễ quan sát của hiện tượng xã hội đang được nghiên cứu chúng cho phép ta kiểm chứng giả thiết cũng có nhiều khái niệm phức tạp đòi hỏi phải được cụ thể hóa bằng những chiều kích trước khi có thể đưa ra những chỉ báo cụ thể lấy tác phẩm tự tử của điêu khem làm thí dụ điêu khem đã bắt đầu nghiên cứu những hậu quả của biến chuyển xã hội trong các quốc gia phương tây ông tin rằng việc công nghiệp hóa và sự phát triển nhanh các đô thị làm giảm đi sự gắn bó của con người với các cộng đồng địa phương khi con người trở nên cô đơn và vô danh thì họ lại càng dễ dấn thân vào các hành động có tính cách tự hủy hoại mình mà một thái cực là sự tự tử trong quan điểm của điêu khem hành vi tự tử có thể được giải thích bởi các biến số xã hội như tỷ lệ hôn nhân hay ly dị cũng như bởi những biến số có tính cách tâm lý cá nhân như sự phiền muộn hay thất vọng như vậy đối với điêu việc nghiên cứu tự tử là một phương pháp để nghiên cứu một khái niệm lớn hơn đó là sự hội nhập hay việc thiếu hội nhập của xã hội ông cố tìm xem có phải những người nào ít hội nhập vào xã hội thì càng dễ tự tử nếu quan điểm này là đúng thì tỷ lệ tự tử trong các tầng lớp xã hội sẽ biến đổi theo mức độ hội nhập xã hội từ đó ông nêu lên một vài giả thuyết sau tỷ lệ tự tử phải cao hơn ở những người chưa lập gia đình so với người có gia đình tỷ lệ tự tử phải cao hơn ở những người chưa có con so với người có con tỷ lệ tự tử phải cao hơn ở người có trình độ học vấn cao vì học vấn thường nhấn mạnh sự thành đạt của cá nhân và làm yếu đi những ràng buộc tập thể tỷ lệ tự tử phải cao hơn ở những người theo đạo tin lành so với người công giáo vì đạo tin lành nhấn mạnh hơn vai trò của cá nhân mỗi một trong các giả thuyết này chỉ rõ một tương quan giữa hai biến số mà ta có thể kiểm định qua việc thâu thập những dữ kiện cụ thể qua quan sát thực nghiệm trong xã hội học các biến số là các đặc tính của cá nhân của nhóm hoặc của toàn thể xã hội và chúng thay đổi tùy theo trường hợp các giả thiết này đặt ra các tương quan giữa các biến số trong phân tích xã hội học một biến số có thể là một biến số đơn giản như tuổi trình độ học vấn hay là một biến số phức tạp như tính bảo thủ sự cố kết xã hội mức sống của gia đình biến số lệ thuộc là biến số mà ta muốn giải thích ví như tỷ lệ tự tử và biến số độc lập là yếu tố mà nhà nghiên cứu tin rằng đã gây nên những biến đổi trong biến số lệ thuộc, ví như tình trạng gia đình, trình độ học vấn, tôn giáo. Phải thật cẩn thận khi đưa ra nhận định về mối liên hệ nhân quả, bởi lẽ hầu hết các hiện tượng xã hội có nguyên nhân từ nhiều biến số khác nhau. Bốn nhỏ, thâu thập dữ kiện và kiểm chứng giả thiết. Muốn kiểm chứng giả thiết, một mặt phải thâu thập các dữ kiện và mặt khác phải phân tích các kết quả thâu thập được. Một cách tổng quát, chúng ta có thể phân các dữ kiện, các thông tin cần thu thập thành các loại như sau. Theo Jacoby năm 1990. 1. Các dữ kiện định lượng. Các dữ kiện có sẵn là các số liệu chính thức, tài liệu thư tịch, các dữ kiện thống kê do những cuộc nghiên cứu khác, các ngân hàng dữ kiện. Về các dữ kiện phải thu thập là các số liệu dựa trên các cuộc điều tra thăm dò. 2. Các dữ kiện không định lượng. Các dữ kiện có sẵn là các tài liệu văn bản, sách báo, các tiểu sử, phim ảnh, hiện vật. Các dữ kiện phải thu thập là các dữ kiện thu thập qua phỏng vấn, nghiên cứu thực địa, vân vân. Trong nghiên cứu xã hội học và nhất là trong lĩnh vực tâm lý học xã hội, để kiểm tra các giả thuyết, đôi lúc cũng sử dụng các thử nghiệm, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hay trên hiện trường. Do đặc trưng của sự kiện xã hội các thử nghiệm này đôi lúc có tính cách thăm dò và cần phải lưu ý đến những khía cạnh đạo đức khía cạnh thực tế của vấn đề sau khi thâu thập dữ kiện bước kế tiếp là kiểm chứng những kết quả quan sát được có tương ứng với những kết quả được chờ đợi do giả thiết nêu ra không phải xử lý các dữ kiện thâu thập được thành những biến số phân tích tương quan giữa những biến số trong nghiên cứu xã hội học người ta phân biệt tương quan và mối liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng các biến số tương quan là mối liên hệ giữa hai hay nhiều biến số khi chúng cùng biến đổi với nhau nhưng ta không chứng minh chúng có liên hệ nhân quả trong khi giữa hai biến số có mối liên hệ nhân quả khi biến đổi trong một biến số sẽ đưa đến thay đổi trong biến số kia trong hiện tượng xã hội có những sự kiện có đồng biến với nhau nhưng không có tương quan nhân quả ví như ở mỹ lương của những nhà điền kinh chuyên nghiệp gia tăng khi số lượng xe hơi tiêu thụ gia tăng nhưng khó chứng minh được liên hệ nhân quả giữa hai biến số này một ví dụ khác người ta nhận thấy tỷ lệ thanh thiếu niên phạm pháp cao ở những khu vực gia cư đông đúc và chật hẹp khi hai biến số cùng thay đổi với nhau chúng ta nói rằng chúng có tương quan nhưng để kiểm định giữa hai yếu tố này có mối quan hệ nhân quả không ta đưa thêm những biến số mới để kiểm định lấy trường hợp mối tương quan giữa điều kiện sinh sống như khu nhà ổ chuột và tỷ lệ phạm pháp của thanh thiếu niên, người ta nhận thấy ở các khu nhà ổ chuột thường có tỷ lệ thanh thiếu niên phạm pháp cao. Như vậy, có phải điều kiện sinh sống chật hẹp là nguyên nhân của tình trạng thanh thiếu niên phạm pháp hay không? Thử hình dung ra thêm một biến số nào có thể vừa đưa đến nạn thanh thiếu niên phạm pháp, vừa gây ra các điều kiện sinh sống chật hẹp, và đó có thể là sự nghèo đói, lợi tức thấp. Và qua nghiên cứu ta thấy rằng mức lợi tức thấp là nguyên nhân của hai hiện tượng trên nếu kiểm soát biến số lợi tức nghĩa là chỉ xét đến những trường hợp cùng một mức lợi tức và đặt câu hỏi các điều kiện sinh sống chật hẹp có đi đôi với một tỷ lệ cao về thanh thiếu niên phạm pháp không câu trả lời là không trong trường hợp trên giữa điều kiện sinh sống chật hẹp và nạn thanh thiếu niên phạm pháp có tương quan nhưng không có yếu tố nào là nguyên nhân của yếu tố nào Người ta gọi giữa chúng có tương quan giả, cũng để minh họa sự khác biệt giữa mối tương quan và liên hệ nhân quả, Bowden trình bày thí dụ sau. Kết quả một cuộc điều tra về tỷ lệ số người trẻ và người già nghe các buổi phát thanh về các chương trình trên đài như sau. Trước hết, ta chỉ mới tìm hiểu hai biến số, lứa tuổi và việc nghe các loại hình chương trình trên đài. Chương trình tôn giáo lứa tuổi thanh niên chiếm 17% lứa tuổi người lớn tuổi chiếm 26%. Chương trình bình luận chính trị, lứa tuổi thanh niên chiếm 34%, lứa tuổi người lớn tuổi chiếm 45%. Chương trình nhạc cổ điển, lứa tuổi thanh niên chiếm 30%, lứa tuổi người lớn tuổi chiếm 29%. Tổng số trường hợp nghiên cứu, lứa tuổi thanh niên là 1.000 trường hợp, lứa tuổi người lớn tuổi là 1.300 trường hợp. Sau đó một biến số thứ ba, biến số kiểm định được đưa thêm để làm rõ hơn mối liên hệ nhân quả đó là trình độ học vấn chúng ta được kết quả như sau chương trình tôn giáo trình độ học vấn cao người trẻ chiếm 9% và chiếm 11% trình độ học vấn thấp trẻ chiếm 29% và chiếm 32% chương trình bình luận chính trị ở trình độ học vấn cao trẻ chiếm 40% và chiếm 55% trình độ học vấn thấp trẻ chiếm 25% và chiếm 40%. Chương trình nhạc cổ điển ở trình độ học vấn cao, trẻ chiếm 32% và chiếm 52%. Trình độ học vấn thấp, trẻ chiếm 28% và chiếm 19%. Tổng số trường hợp, trình độ học vấn cao là 1.000 người, trình độ học vấn thấp là 1.300 người. Sau khi đã đưa thêm biến số kiểm định, ta nhận thấy đối với việc nghe các chương trình tôn giáo tác động của yếu tố tuổi tác ít quan trọng hơn yếu tố trình độ giáo dục đối với các chương trình bình luận chính trị các người lớn tuổi vẫn thích nghe hơn mặc dù những người trẻ có trình độ giáo dục cao nghe nhiều hơn người trẻ có trình độ văn hóa thấp đối với các chương trình nhạc cổ điển cho dù thuộc lứa tuổi nào yếu tố trình độ giáo dục thực sự có tác động ví dụ trên cho thấy phải hết sức cẩn thận khi đưa ra các nhận định về các mối tương quan về liên hệ nhân quả và cũng cho thấy sự phân tích với nhiều biến số là rất cần thiết để chứng minh một mối liên hệ nhân quả giữa các biến số phải hội đủ các yếu tố sau thứ nhất có hai biến số có tương quan thứ hai biến số độc lập phải có trước biến số phụ thuộc thứ ba không có một biến số thứ ba có tương quan đến hai biến số trên khác với khoa học tự nhiên trong nghiên cứu xã hội học, khó tìm tương quan nhân quả vì nó liên hệ đến một loạt biến số. Do đó, đôi khi nhà xã hội học tạm bằng lòng với việc khám phá các tương quan. Hai la mã, các phương pháp, các kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu xã hội học. Khi nhà nghiên cứu đã xác định vấn đề nghiên cứu, đã phát triển các giả thiết và xem lại thư tịch, bước kế tiếp là phải quyết định sử dụng phương pháp nào để tiến hành cuộc nghiên cứu, để thu thập thông tin, có nhiều phương pháp khác nhau và việc chọn lựa một hay nhiều phương pháp tùy thuộc loại vấn đề hay câu hỏi được nêu lên tùy thuộc khả năng của người nghiên cứu cũng như các điều kiện thực tế một nhỏ quan sát có nhiều loại hình quan sát và một trong các loại hình quan sát rất quan trọng và cũng thường được sử dụng là quan sát tham gia qua đó nhà nghiên cứu tham gia vào cuộc sống của những người được quan sát ở đây nhà xã hội học cố gắng vừa là người quan sát các yếu tố một cách khách quan vừa là người tham gia vào môi trường xã hội được nghiên cứu loại hình nghiên cứu này có mục đích mô tả tính chất đời sống của những người được nghiên cứu và do đó thường được xem là một trong các phương pháp nghiên cứu định tính để phân biệt với các phương pháp định lượng mà ta sẽ đề cập ở phần sau theo nhà xã hội học james coleman trong một nghiên cứu định tính chúng ta trình bày lại một loạt hành vi qua đó việc nối kết các biến cố gợi cho ta thấy hệ thống xã hội vận hành như thế nào kỹ thuật quan sát cũng có thể mang hình thức như quan sát trực tiếp hay quan sát gián tiếp quan sát trong bối cảnh tự nhiên hay giả tạo thuộc loại quan sát gián tiếp có những biện pháp không can thiệp vào hay nói cách khác là những kỹ thuật quan sát có mục đích ít tác động ít ảnh hưởng chừng nào hay chừng đó đến bối cảnh xã hội đang được nghiên cứu lấy thí dụ các nghiên cứu của Hall hay của Ray Buckwistle về sự truyền thông không bằng lời qua các dữ kiện hình ảnh các nghiên cứu của hai ông cho thấy những con người thuộc các nền văn hóa khác nhau sử dụng các dấu hiệu không bằng lời các khoảng cách không gian khác nhau trong quan hệ tương tác xã hội học thị giác liên quan đến việc sử dụng các hình ảnh băng từ và các phương tiện thị giác khác để quan sát con người trong các bối cảnh khác nhau và giải thích các ứng xử của họ như trường hợp của white dùng hình ảnh để nghiên cứu quan hệ xã hội tại các nơi công cộng hai nhỏ các thử nghiệm mặc dù không thông dụng lắm vì những lý do thực tế và đạo đức nhưng trong khoa học xã hội đặc biệt trong tâm lý học xã hội người ta cũng sử dụng các thử nghiệm có hai loại hình thử nghiệm đó là loại thử nghiệm có kiểm soát được tiến hành trong các phòng thí nghiệm và loại thứ hai là những thử nghiệm được tiến hành trên thực địa thứ nhất thử nghiệm có kiểm soát cho phép nhà nghiên cứu sử dụng một biến số độc lập nhằm quan sát và đo lường một biến số phụ thuộc khác trong loại thử nghiệm này nhà nghiên cứu thành lập một nhóm được thử nghiệm là nhóm sẽ trải qua một biến đổi trong biến số độc lập và nhóm kiểm soát là nhóm không chịu sự tác động của thử nghiệm được dùng để so sánh đối chiếu với nhóm chịu thử nghiệm Người ta thường sử dụng phương pháp này trong các nghiên cứu tâm lý xã hội học ở cấp độ vi mô, như thử nghiệm do Solomon Asch tiến hành từ đầu những năm 1950 để tìm hiểu áp lực dư luận của đa số lên ý kiến của từng cá nhân. Asch phân các người tham gia thử nghiệm làm hai nhóm, nhóm kiểm tra và nhóm thử nghiệm, và trong mỗi nhóm ông đều đặt câu hỏi: "Đường thẳng nào trong hình 2 là gần bằng nhất với đường thẳng trong hình 1?" Nhóm kiểm tra được mời vào phòng cùng ngồi với nhau, nhưng họ không được trao đổi khi đưa ra nhận xét. Như ta cũng có thể đoán được, những người trong nhóm này có thể đưa ra phán đoán đúng một cách dễ dàng, nhưng trong nhóm thử nghiệm, người ta đã đưa vào yếu tố khác, một biến số độc lập, đó là áp lực của nhóm. Nhóm thử nghiệm bao gồm những người được đề nghị nói to lên phán đoán của mình trong nhóm. Mỗi người trong nhóm này được đưa vào trong một nhóm gồm 8 người khác cũng được xem như là những người tham gia thử nghiệm, nhưng thật ra họ đã thông đồng trước với người lập thử nghiệm. Khi những hình này được chiếu lên màn hình, những người thông đồng đó đã chọn đường thẳng A. Khi người tham gia thử nghiệm thật sự đến phiên mình phải chọn lựa, anh chị ta phải đối diện với ý kiến thống nhất của đa số. Kết quả là 32% những người thực sự tham gia thử nghiệm đã đi theo ý kiến của đại đa số và đưa ra một phán đoán sai và trong 68% những người đã đưa ra nhận xét đúng. Mặc dầu có áp lực của đa số, cũng có khác biệt lớn. Một số vẫn luôn luôn giữ nhận xét đúng của mình, trong khi những người khác thì do dự. Thử nghiệm trên thực địa. Thử nghiệm trên thực địa được dùng rộng rãi trong việc lượng giá các chương trình, dự án cộng đồng có liên quan đến những vấn đề xã hội cụ thể. Trong những thử nghiệm này, cũng có nhóm được nghiên cứu là nhóm những người tham gia vào chương trình vào một nhóm kiểm tra bao gồm những người không tham gia vào chương trình, như cuộc nghiên cứu của Quốc hội Mỹ về quan hệ giữa các chương trình tạo công ăn việc làm cho giấy trẻ và việc bỏ học. Trong cuộc thử nghiệm này, hàng ngàn thanh thiếu niên đã bỏ học hay có dự định thôi học đã được tạo cơ hội có công ăn việc làm trong mùa hè hay sau khi đã hoàn tất chương trình học ở trường, nếu họ đồng ý tiếp tục học hay đồng ý trở lại trường. Một nhóm kiểm tra khác bao gồm những thanh thiếu niên cùng thuộc một tầng lớp xã hội nhưng không được hứa hẹn như các thanh thiếu niên trong nhóm nghiên cứu. Kế hoạch thử nghiệm này cho phép các nhà nghiên cứu xác định ảnh hưởng của chương trình tạo việc làm. Kết quả rất đáng khích lệ. Chương trình đã đem lại một sự gia tăng 62,5% trong tỷ lệ các trẻ bỏ học trở lại trường. Ba nhỏ, nghiên cứu điều tra điều tra là một phương pháp tiếp xúc với những cá nhân để có được những câu trả lời cho những vấn đề mình muốn tìm hiểu đây là một phương pháp được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu xã hội học điều tra đặc biệt hữu dụng khi muốn tìm giải đáp cho những vấn đề không thể quan sát trực tiếp được nhưng khi tìm hiểu những xu hướng chính trị những niềm tin tôn giáo của những cá nhân về cuộc sống riêng tư của các cặp vợ chồng nghiên cứu điều tra có thể có nhiều cấp độ khác nhau các cuộc điều tra có tính thăm dò nhằm tìm một số gợi ý giả thiết trước khi thực sự bắt tay vào cuộc nghiên cứu chính thức có quy mô lớn hơn điều tra cũng thường được sử dụng trong những nghiên cứu mô tả qua đó nhà xã hội học cố gắng mô tả một vài thành phần xã hội với một vài biến số liên quan và cuối cùng các điều tra thường liên quan đến nhiều biến số nên phải tiến hành những cuộc điều tra giải thích là những cuộc điều tra qua đó người nghiên cứu cố gắng xác định tương quan giữa nhiều biến số và ngay cả việc đi tìm những mối dây nhân quả giữa chúng. Các giai đoạn của một cuộc điều tra xã hội học 1. Xác định dân số Xác định số lượng đối tượng nghiên cứu, mức độ tin cậy 2. Xây dựng mẫu nghiên cứu Số người để phỏng vấn Chọn mẫu ngẫu nhiên, phân xuất hay phân tầng Chọn cách tiếp xúc với mẫu nghiên cứu 3. Thiết kế bản câu hỏi, bản hướng dẫn phỏng vấn, Chọn loại câu hỏi, thứ tự các câu hỏi. 4. Thực hiện cuộc điều tra, chọn tập huấn người đi phỏng vấn, thời gian, địa điểm. 5. Phân tích các kết quả, chọn phương pháp thống kê để xử lý và trình bày các dữ kiện. Dân số population và mẫu nghiên cứu sample. A nhỏ. Trong thống kê, trong nghiên cứu xã hội học, khái niệm dân số có khi còn được gọi là toàn số hay tổng thể nghiên cứu được định nghĩa là tập thể những đối tượng có một số đặc tính chung nào đó mà người nghiên cứu muốn tìm hiểu. Lấy thí dụ, ta muốn nghiên cứu xem tỷ lệ người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh tốt nghiệp cấp 3 là bao nhiêu, thì trong trường hợp đó, tập thể tất cả những người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh là dân số của cuộc điều tra. B nhỏ, nhưng nghiên cứu toàn thể một dân số như vậy, đòi hỏi nhiều tiền bạc và thời gian. Vì vậy, người ta thường chọn một mẫu, là một bộ phận tượng trưng của toàn thể dân số để điều tra. Ví dụ, hãng điều tra thăm dò ở Mỹ Gallup thường chọn một mẫu 1.500 người, đại diện cho toàn thể dân số Mỹ. Có nhiều cách để chọn mẫu nhưng kỹ thuật thông thường nhất là chọn mẫu ngẫu nhiên. Kỹ thuật này dựa trên định luật xác suất của toán học. Điển hình của chọn mẫu ngẫu nhiên là việc sổ số hay việc rút thăm. Như vậy, nguyên tắc của chọn mẫu ngẫu nhiên là mỗi thành viên của dân số đều có cơ hội được lựa chọn ngang nhau. Một phương pháp khác là chọn mẫu phân suất hay định ngạch. Phương pháp này không dựa trên định luật xác suất, thay vào đó người nghiên cứu chọn những đối tượng của mẫu có những đặc tính quan trọng và điển hình của dân số một cách tổng quát, một mẫu phân suất không tiêu biểu cho dân số vì nó chỉ dựa vào một số đặc tính giới hạn của dân số. Đôi khi người ta phối hợp việc chọn mẫu phân suất với việc chọn lựa ngẫu nhiên trong trường hợp đó dân số được chia thành các phân lớp và sau đó người ta sẽ chọn mẫu ngẫu nhiên riêng biệt cho từng phân lớp của dân số kỹ thuật này được gọi là chọn mẫu phân tầng trên đây chỉ là một vài kỹ thuật chọn mẫu thông dụng nhất chọn đối tượng chỉ là bước đầu trong việc điều tra bước kế tiếp là thiết kế bản câu hỏi và bản hướng dẫn phỏng vấn c nhỏ bản câu hỏi và bản hướng dẫn phỏng vấn thiết kế bản câu hỏi vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật việc dùng từ ngữ trong bản câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu nhưng quan trọng nhất cách dùng từ ngữ trong câu hỏi phải tránh việc gợi ý cho câu trả lời người nghiên cứu phải quyết định việc chọn hình thức câu hỏi nào cho thích hợp với nội dung muốn tìm hiểu sử dụng câu hỏi mở hay câu hỏi đóng câu hỏi đóng đòi hỏi người trả lời chọn một hay nhiều phương án trong một loạt câu trả lời được đề nghị trong khi câu hỏi mở cho phép người trả lời nói lên những ý tưởng xuất hiện trong đầu óc mình người nghiên cứu cũng phải quyết định chọn lựa bố trí trong bản câu hỏi các loại hình câu hỏi thích hợp bản câu hỏi có thể được gửi tới đối tượng nghiên cứu hoặc được phỏng vấn qua điện thoại hoặc được thực hiện trực tiếp bởi người nghiên cứu với đối tượng mỗi hình thức trên đều có ưu điểm và khuyết điểm của chúng việc chọn lựa hình thức nào tùy khả năng và mục tiêu của người nghiên cứu Phỏng vấn là một cuộc đối thoại với một đối tượng nhằm thu thập một số dữ kiện sơ cấp trong việc phỏng vấn cũng phải diễn tả các mục tiêu của cuộc nghiên cứu thành những câu hỏi đơn giản dễ hiểu và phải tạo một bầu không khí tin tưởng để đối tượng có thể trả lời thoải mái chân thật muốn vậy trước hết phải làm cho đối tượng không e dè và hiểu rõ mục tiêu cuộc nghiên cứu và tin tưởng khả năng đóng góp của mình cho việc nghiên cứu thứ đến phải làm thế nào cho đối tượng cảm thấy hứng thú phấn khởi vì cảm thấy chia sẻ những điều hữu ích qua cuộc phỏng vấn hoặc cảm thấy đóng góp vào việc cải thiện tình thế phỏng vấn có thể có nhiều hình thức dựa vào tính chặt chẽ của nội dung phỏng vấn thường có hai hình thức chính là phỏng vấn có hướng dẫn và phỏng vấn không hướng dẫn căn cứ vào đối tượng được phỏng vấn thường có hai loại hình chính là phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm Việc chọn lựa hình thức thích hợp nào cũng tùy thuộc tính chất và mục tiêu của nghiên cứu. Phỏng vấn là một khoa học, đồng thời là một nghệ thuật. Thời gian, địa điểm của cuộc phỏng vấn, giới tính và lứa tuổi của người phỏng vấn phải được chọn lựa kỹ càng vì có thể có ảnh hưởng kết quả của cuộc phỏng vấn. Do đó, cần thiết phải chọn lựa một số người tập huấn trước khi đi phỏng vấn. Những điều kiện lý tưởng khác là người phỏng vấn nắm được mã ngôn ngữ và thuộc cùng nhóm với đối tượng nghiên cứu. Bốn nhỏ phân tích thứ cấp. Ba phương pháp kể trên đều liên hệ đến việc nhà nghiên cứu tự thu thập dữ kiện, nhưng điều này đôi lúc không thể thực hiện được và trong nhiều trường hợp nhà xã hội học phải sử dụng những số liệu do người khác thu thập. Việc sử dụng những dữ kiện do người khác thu thập được gọi là phân tích thứ cấp, như việc sử dụng các số liệu của các cơ quan thống kê của các nhà xã hội học khác. Nghiên cứu nổi tiếng của Diuchem về tự tử cũng là một phân tích thứ cấp dựa vào các tư liệu thống kê đã có về hiện tượng tự tự ở các xã hội châu Âu. Các nhà xã hội học cũng có thể phối hợp nghiên cứu tư liệu với việc phỏng vấn về tiểu sự của các cá nhân. Họ cũng muốn tìm hiểu các biến cố quá khứ một cách trực tiếp, bằng cách phỏng vấn những nhân vật đã chứng kiến những sự kiện lịch sử. Một số khác phối hợp nghiên cứu lịch sử và nghiên cứu đối chiếu về các xã hội hay các hiện tượng xã hội. Các phương pháp thu thập dữ kiện đều có những ưu điểm cũng như những hạn chế của chúng. Như bạn tóm tắt sau đây cho thấy, theo Masionis năm 1997 và Gidden năm 1997, phương pháp thứ nhất quan sát tham gia, ứng dụng dành cho những nghiên cứu thăm dò và nghiên cứu mô tả cho những dữ kiện định tính. Ưu điểm cho phép nghiên cứu những ứng xử có tính cách tự nhiên, thường ít tốn kém cho những thông tin có bề sau người nghiên cứu dễ linh động về hạn chế tốn thời gian khó lặp lại cuộc nghiên cứu người nghiên cứu phải vừa đóng vai người trong cuộc vừa đóng vai người quan sát quy mô nhỏ về phương pháp thử nghiệm ứng dụng dành cho những nghiên cứu giải thích có đặc điểm tìm tương quan giữa các biến số cho những dữ kiện định lượng về ưu điểm khả năng lớn trong việc tìm tương quan nhân quả tái tạo lại cuộc nghiên cứu tương đối dễ về hạn chế bối cảnh thử nghiệm có tính cách giả tạo kết quả dễ thiên lệch nếu bối cảnh nghiên cứu không được kiểm soát chặt chẽ phương pháp điều tra ứng dụng để thu thập những dữ kiện không thể quan sát trực tiếp như thái độ giá trị thuận lợi cho các cuộc nghiên cứu thăm dò mô tả cho những dữ kiện định tính và định lượng về ưu điểm việc chọn mẫu cho phép nghiên cứu những dân số lớn phỏng vấn sâu cho ta những trả lời chất lượng. Về hạn chế, phải soạn bản câu hỏi kỹ lượng, khả năng thu lại các bản câu hỏi thấp. Phỏng vấn rất tốn kém tiền bạc và đòi hỏi thời gian. Phương pháp phân tích thứ cấp Ứng dụng Dành cho những nghiên cứu giải thích, nghiên cứu mô tả hay thăm dò, bất cứ lúc nào có được những dữ kiện thích đáng. Ưu điểm Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc thu thập các dữ kiện. Có thể nghiên cứu tính lịch sử của vấn đề. Về hạn chế, người nghiên cứu không thể kiểm soát những thiên lệch của dữ kiện, dữ kiện có thể không thích hợp đối với cuộc nghiên cứu đang tiến hành. Ba la mã tương quan giữa lý thuyết và phương pháp. Các phương pháp kể trên giúp chúng ta thu thập các dữ kiện, nhưng sự kiện không phải là mục đích cuối cùng của nghiên cứu. Mục đích của nghiên cứu là đi đến việc kiểm chứng các giả thuyết, phát triển các lý thuyết Lý thuyết là một hệ thống các khái niệm có tương quan với nhau nhằm tìm cách giải thích những nguyên nhân của hiện tượng được quan sát. Trong nghiên cứu của mình, nhà xã hội học cố gắng nối kết các hiện tượng quan sát với các lý thuyết xã hội. Có hai quá trình trong lối tư duy logic này. Tư duy logic diễn dịch là phương pháp đi từ cái chung lý thuyết để tìm ra cái riêng, sự kiện. Từ cái chung đến cái riêng thường đi qua các giả thiết đặc thù. Thử nghiệm của Philip Zimbardo về nhà tù ở Stanford bắt đầu từ ý tưởng tổng quát là chính bối cảnh các nhà tù có ảnh hưởng tiêu cực đến cách ứng xử của con người sống trong bối cảnh đó và ông đã sử dụng thử nghiệm để kiểm chứng giả thuyết trên. Phương pháp tư duy kia là phương pháp quy nạp, nghĩa là bắt đầu với các quan sát đặc thù. Người nghiên cứu cố gắng nói kết chúng với một lý thuyết tổng quát. Như nghiên cứu của Weber, khi ông đặt câu hỏi tại sao chủ nghĩa tư bản phát triển trước tiên ở những vùng theo đạo tin lành Khanh Vinh ở châu Âu, hay như nghiên cứu của Dippy, Patrell, khi ông ngạc nhiên tại sao trường Đại học New England sản sinh ra nhiều nhân vật nổi tiếng thành đạt trong xã hội Mỹ. Trong nhiều trường hợp, người nghiên cứu sử dụng cả hai quá trình tư duy trên, họ thường bắt đầu với các tư tưởng tổng quát để đi đến các giả thiết, giai đoạn diễn dịch, đến lượt chúng các giả thuyết này được kiểm chứng bởi các sự kiện do quan sát cụ thể những sự quan sát này dẫn đến việc thay đổi những ý tưởng ban đầu và hình thành một lý thuyết khác người ta thường nói rằng xã hội học thiếu các lý thuyết lớn nhưng thật ra đây là vấn đề còn tranh cãi nếu lý thuyết được đánh giá bởi khả năng giải thích và tiên đoán các sự kiện thì xã hội học cũng có những lý thuyết có giá trị lớn như lý thuyết hội nhập xã hội của điêu khem Lý thuyết về tổ chức thư lại của Max Weber vẫn có giá trị giúp tìm hiểu các loại hình tổ chức. Lý thuyết mâu thuẫn giai cấp của các Marx vẫn luôn là lý thuyết chủ yếu giải thích về sự bùng nổ các cuộc cách mạng. Rõ ràng là không một lý thuyết xã hội học nào giải thích được tất cả tính phức tạp của các hiện tượng xã hội, nhưng điều này cũng xảy ra đối với bất cứ bộ môn khoa học nào như kinh tế học và ngay cả những khoa học tự xem là chính xác như vật lý học với lý thuyết tương đối